thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có ý kiến chỉ đạo giao bộ giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các bất cập khó khăn của sàn giao dịch vận tải có giải pháp nâng cao hiệu quả giảm chi phí vận tải cũng liên quan đến nội dung báo chí phản ánh về thực tế việc giảm tỷ lệ xe chạy rỗng là yếu tố quan trọng giúp giảm chi phí vận tải nhưng vẫn là bài toán rất nan giải. Về vấn đề này thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các bất cập khó khăn của sàn giao dịch vận tải. Có giải pháp nâng cao hiệu quả giảm chi phí vận tải, nhất là vận tải hàng hóa.